À, thì cái bài số 13 của mình đây á, thì nó sẽ là một cái bài lab lớn ha. Nó sẽ tổng hợp nhiều cái yếu tố trong cái phần về switch của môn mình. Thì các cái mục chính ở trong cái bài của mình á, là mục đầu là các bạn sẽ làm cái việc là thiết lập cái static trunking tất cả các cái đường link giữa switch và switch. Sau đó thì các bạn thiết lập cái ether channel, cái đường link giữa switch 1 và switch 2. Thiết lập cái giao thức VTP. Thiết lập cái spanning tree ha. Và cuối cùng là mình sẽ làm cái intervillage. Thì bây giờ cái sơ đồ của cái bài lab này thì nó để mà các bạn hiểu rõ được nhiều vấn đề nó sẽ ra như vậy. Và nó thật sự là nó cũng khá là nặng ha, khá là nặng. Cho nên là trong lúc mình làm á thì mình đừng có nên là mở tất cả lên hết ha. Thì đầu tiên mình sẽ làm ở cái phần switch thôi. Ở phần switch thì mình sẽ mở lên là bốn cái máy ảo này, bốn con switch thôi nè. Còn các cái PC á, thì chỉ khi nào mình dùng kiểm tra kết nối á, thì mình mới hẳn mở chứ đừng có mở trước. Thì cái bài của mình ở đây á, thì nó sẽ ứng với cái sơ đồ ha. Ứng với cái sơ đồ giống như vậy. Thì các bạn thấy bây giờ là ở trong con switch 1 của mình á, đầu tiên là mình sẽ thiết lập cái static trunking. Thì mình sẽ thiết lập một lệnh thôi, khoảng mình sẽ dùng câu lệnh interface range để mà mình chọn cùng một lúc tất cả các interface để mà mình cấu hình cái trunking cho nó. Thì trong cái sơ đồ bài lab của mình á, thì con một của mình á, mình sẽ sử dụng là 5 cổng, từ cái cổng E0-1 cho đến E0-3 và riêng một cái cổng E2-2 để lát hồi nữa mình sẽ nối lên ở trên cái con router. Ở bên con switch 2 á, thì số cổng của nó và tên cổng của nó giống bị trang như số 1 thôi, cũng là giống bị trang vậy. Số 3 và số 4 thì nó giống nhau, mình chỉ làm hai cổng thôi là Ethernet 0.2 và Ethernet 0.3 ha. Bước 1 của bài thiết lập static trunking các cái đường link giữa switch và switch. Thì để cho lát hồi mình nhìn cái sơ đồ lúc mà mình chạy cái spanning tree cho nó dễ á, thì ở cái phần đầu á, mình sẽ làm cái thao tác là tắt đi hết tất cả cái interface của switch. Ở đây mình sẽ enable ha, config t, rồi tắt hết đi. Mình qua bên con switch 2 làm tương tự như vậy. À, cái chuyện mà ở đây mình tắt đi hết tất cả interface á, thì nó chỉ mình chỉ dùng ở trong cái môi trường lab ảo mình thôi nhé. Còn cái ví dụ như mà nó đối với xác thực thì đừng có bao giờ làm như vậy nha, bởi vì nó không đúng mà. Do là nếu như mình không tắt á, nó hỏi nó show spanning tree ra, nó ra không có đúng. Đó, số 3 nè. Số 4. Rồi, thì ở đây là mình tắt hết tất cả interface ha. Bây giờ ở số 1 á, thì mình chọn 5 cổng đó con, để mình cấu hình. Thì nhìn cổng nè, E01, 00, 01, 02, 03 và cổng E2-2. Thì mình có thể dùng câu lệnh là interface range rồi, Ethernet 0-0-3. Tức là ở đây là mình đang chọn là 4 cổng rồi. Tiếp tục là ống Ethernet 2-2. Mình shut down đi. Dùng câu lệnh là switch port trunk encapsulation .1q switch port port trunk. Rồi, mình nối shut down, mở lên exit. Xong.
Đó, thì ở trong cái file cấu hình này, mình có ghi sẵn cho mọi người ha. Các bạn chàng trong cuốn này nè. Ở anh switch số 2 á, thì mình làm tương tự giống như vậy. À, mình để cấu hình nó vào. Anh switch 3 và anh switch 4 á, thì nhìn theo sơ đồ lab á, mình chỉ dùng hai cổng thôi. E0 switch 2 và E0 switch 3. Thì mình chọn interface, RAN, Ethernet, 0 switch 2, 3. Rồi, tắt nó đi. Switch bọt trần, end cap, đốt một quy, switch bọt mod trần, mở lên và exit. Rồi, là xong. Switch 3, switch 4 của mình thì nó giống nhau. À, cho nên mình cứ để vào thôi. Đó. Thì ở đây là mình cấu hình xong cái static trunking. Thì làm sao để biết được rằng là cái trunking của mình chỗ này mình đã cấu hình đúng. Thì chỗ này thì mọi người có thể dùng câu lệnh là show interface trunk. À, interface trunk. Thì mình sẽ thấy là ở switch 1 của mình ở đây nè, nó sẽ có 5 cái cổng ha, được thiết lập trunking. Ở bên switch 2 mình làm tương tự giống như vậy, cũng show interface trunk ha. Thì các bạn sẽ thấy 5 cổng giống như vậy. Ở switch 3 và switch 4 thì mình sẽ thấy nó chỉ có 2 interface thôi. Đó là cổng E 0.2 và cái E 0.3. Rồi, đó là cái phần đầu tiên ha. Sau khi mà mình cấu hình xong cái static trunking rồi á, thì lúc này mình sẽ thiết lập cái ether channel. À, thì ở cái ether channel á, mình sẽ gom hai cái đường link vật lý này lại thành một cái đường link luận lý. Và cái đường link luận lý của mình nó sẽ có cái băng thông ha, là tổng băng thông của các cái đường link vật lý ha. À, nếu như chỗ đó mà mình tắt đi thì cắm dây vô đèn nó không cháy thôi. Mà nếu như mình không biết là cái cổng đó mình tắt thì nó thì mình đèn nó không cháy thì mình biết là vô mình nó switch down mở lên không chẳng vấn đề gì. Nhưng mà đối với switch thật thì mặc định các cái cổng nó mở hết. Giống như là mình mua switch thường về đó, cắm dây cáp vô là chạy rồi, chứ nó có hình gì đâu, đúng không? Tức là cái interface của nó mặc định ở trạng thái kích hoạt rồi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình cấu hình cái mục số 2 của bài ha, là cấu hình cái ether channel. Thì các bạn nhớ là cái ether channel á, nó là một trong những cách để mà mình tạo ra một cái đường link có băng thông bằng tổng băng thông của các đường link vật lý. Và nhớ là cái ether channel này không riêng gì mình dùng ở trong cái môi trường switch nhé. Các bạn có thể sử dụng công nghệ này giữa switch với server cũng có nha. Ngay cả chuyện giữa switch với router cũng có ether channel được đấy. Thì câu lệnh để mình làm, mình vào interface RAN hai cái cổng 0.0 và 0.1. Dùng câu lệnh channel protocol LACP, tức là mình xác định cái chuẩn ether channel ha. Rồi gọi nó channel group 1 mod, bên đây cho ACT đi. Rồi mình exit. Qua bên switch 2. Switch 2 giống y chang như vậy. Nhưng mà mình để cho nó là BASI ha. Cũng channel protocol LACP channel group 1 mod BASI. Rồi. Thì đến cái vị trí này á thì nếu như mà mình muốn kiểm tra thông tin á thì đừng có vội vã gì ha, chờ nó một chút. Ở đây mình phải chờ một cái dòng log nó báo là cái bọt channel của mình up lên. Đó, mình đang chờ cái dòng này nè. Chờ cái dòng này nha. Chứ nếu như các bạn mới gõ xong rồi các bạn kiểm tra liền á thông tin á, thì nó không đúng à.
nó ra không đúng, nó sẽ ra không đúng như ý mình muốn. Rồi kiểm tra thử nha. Nó này show interface board channel 1. Đó, chỗ này bạn thấy băng thông nè, được 220 mê nè. Còn nếu như mình muốn kiểm tra chi tiết thông số của board channel này, các bạn dùng cái lệnh show ether channel summary nè. Thì mình sẽ thấy. Thì chỗ này mình thấy nha, BO1 tức là board channel 1 trạng thái SU. S hoa tức nghĩa là switch, tức là cổng này là cổng layer 2 á, tức nghĩa là hoàn toàn nó có khả năng, chỗ này là RU ha, R là cổng layer 3 ha, R là router, S là switch, U tức nghĩa là in use, là cái bọt này đang dùng được, và nó báo cho mình biết là cái ether channel mình đây đang có 2 thành viên thôi, là cái ông Ethernet 0.0 và Ethernet 0.1. Thì khi mà mình cấu hình cái board channel xong á, thì sau khi mà mình thiết lập xong cái ether channel á, thì mình có thể kiểm lại có chỗ trống trơn ha, thì vô lệnh là show interface trơn nè. Thì các bạn sẽ thấy là lúc ban đầu á, chỗ trơn mình ở đây á, là nó có năm, nó bao gồm là năm interface vật lý. Thì lúc này á, cái cổng board channel này nè, nó sẽ thay thế cho hai cái cổng là Ethernet 0.0 và Ethernet 0.1 ha. Rồi tương tự mình kiểm ở trong cái thằng switch 2 xem sao. Show interface trơn ha. Đó, ha. Thì nó bây giờ nó sẽ gom lại cho mình. Rồi. Đó là hết phần số 2. Thì cái phần này á, nếu như mọi người quên á, thì có thể coi lại cái bài trước một chút ha. Rồi bây giờ qua phần số 3 nè. Phần số 3 là cái gì nha. Phần số 3 thì mình sẽ nói về cái giao thức VTB. VTB á, là nó viết tắt của chữ Vital Trunking Protocol. Tắt cái chữ này. Như vậy thì cái giao thức này nó dùng để làm cái gì? Thì bây giờ các bạn tưởng tượng nha. Các bạn tưởng tượng, các bạn đang quản lý một hệ thống mạng mà nó có khoảng là 30 con switch. Trong 30 con switch đó, cái thông tin VLAN rất là nhiều. Và cái thông tin VLAN này nó thay đổi thường xuyên. Các bạn sẽ có cái nhu cầu là thông tin VLAN nó phải giống nhau. Thông tin VLAN nó phải giống nhau giữa các switch. Thì chỗ này nếu như mình đi đến tầng switch, mình gõ lệnh vô thì thật sự không hay. Thì có phương án nào để mà mình chỉ cấu hình thông tin VLAN tại một con switch thôi. Chỉ cấu hình thông tin VLAN tại một con switch thôi. Rồi cái thông tin VLAN đó nó sẽ được đồng bộ đến tất cả các switch còn lại. Thì anh VTB chính là cái giao thức giúp cho các bạn làm được cái việc là đồng bộ thông tin VLAN. Thì cái điều kiện cần để mà mình thiết lập VTB là cái đường link, tất cả các cái đường link giữa switch và switch phải là đường trunking. Phải là đường trunking luôn đó. Cho nên là bạn thấy là trong mọi cái ngữ cảnh mà mình triển khai về switch, thì cái bước đầu tiên mọi người phải làm là thiết lập trunk đã. Và ngay cả là đối với những con switch OS nó khá một chút thôi, thì cái việc mà mình đấu dây giữa switch 1 và switch 2 tự động nó cũng biến thành đường trunk luôn. Thì anh VTB á, nó sẽ có là 3 mod hoạt động. VTB có 3 mod hoạt động. Mod server, mod client và mod transparent.
ở cái mod server á, thì nó có khả năng là tạo, chỉnh sửa, xóa, phải cái nha, tạo nè, chỉnh sửa nè, xóa nè, thông tin VLAN. Nó có khả năng là tạo ra cái thông điệp VTP và gửi. Này là chính là cái khả năng bạn thấy là gọi là send đó. Nó có khả năng là nhận cái thông điệp VTP và tiếp tục truyền trên cái đường trần. Đường trần kinh của mình ha, đây tính là khả năng forward. Nó có khả năng đồng bộ. Đồng bộ nghĩa là nó đọc cái thông tin VTP và nó sử dụng. Đó ha. Thì ở cái mod client á, cái việc tạo, chỉnh sửa, xóa không có phần của nó. Nhớ anh này client mà nó có phần không có tạo được. Không tạo, chỉnh sửa, xóa được. Nhưng mà hai cái những cái khả năng bên dưới nè, nó có. Ở cái mod transparent á, thì cái việc tạo, chỉnh sửa, xóa thông tin VLAN á, nó có quyền. Nhưng mà thông tin VLAN này ha, nó chỉ là thông tin VLAN ở trong cục bộ của thiết bị. Chỉ là thông tin VLAN ở trong cục bộ của thiết bị thôi. Tức là bây giờ ở con switch mà đóng vai trò transparent, mình tạo ra cái VLAN 10. Thì VLAN 10 nó chỉ có tác dụng ở trong con switch đó thôi, chứ không có tác dụng vào những con switch khác. Nó vẫn có khả năng tạo ra thông điệp VTP. À, xin lỗi, nó không có khả năng tạo không ra thông điệp VTP. Nó không tạo, không tạo ra thông điệp VTP và gửi. Nó có khả năng forward. Tức là nó nhận được cái thông điệp VTP của một con switch khác bên trên đường truyền và nó gửi. Và nó cũng không có khả năng đồng bộ. Không có cái khả năng đồng bộ là đọc thông tin VTP và sử dụng. Thì các bạn cứ tưởng tượng là ông xài ông mod transparent mình đây á, thì nó chỉ có gọi là dạng ốc đảo á, đứng giữa nguyên đám lên và server nhận thông điệp và gửi đi thôi, chứ nó không có khả năng đọc nó. Nếu như nghe đến đây á, thì mọi người sẽ thấy anh mod transparent này có gì hay ho đâu. Nhưng mà nếu như các bạn học lên CCMP ở phần switching đó, các bạn sẽ học tới một khái niệm gọi là Private VLAN. Rồi các bạn sẽ thấy phải để mà làm cái Private VLAN đó, thì switch của mình đó, nó phải ở mode transparent trước ha. Thì bây giờ đó, để mà mình cấu hình một cái VTP đó, thì mình phải làm cái việc là gì? Định nghĩa ra cho nó một cái domain. Ví dụ như trong bài lab đây, mình sẽ đặt tên cho nó là CCNA đi. Bạn nhớ là cái tên domain này á, là các switch của mình nó phải cấu hình chung và nó phải giống nhau ha, phân biệt chữ hoa chữ thường. Để xác thực thì mình định nghĩa ra cho nó một cái password. Thì trong bài lab mình đây á, mình chỉ dùng hai cái mod thôi, đó là mod server và mod client. Ở mod server thì mình sẽ cho switch 1 mình làm, Switch 2, Switch 3, Switch 4 mình sẽ cho nó làm cái mod client. Rồi bây giờ mình đi vào Switch 1, đi vào Global Mod, mình nói nó VTP Mod Server. Nếu như mình không gõ cái VTP Mod Server thì mặc định mỗi con switch của mình nó cũng đều là Mod Server hết nha. VTP Domain, VTP Password, cái này là để mình xác thực nè. Rồi xong, qua Switch 2, anh này là sơ client đúng không, VTP mod client cũng VTP đúng cái chữ domain này, mà VTP password. Đó.
qua bên cái anh rào tờ 3 cũng vậy. VTP mod client ha, VTP password. Router 4, xin lỗi, sub 4 chứ nó nhầm. Mod client. VTP domain và VTP password. Rồi. Tiếp tục đây. Để cho dễ ở trong cái quá trình quản lý á, thì mình sẽ gán vào bên trong interface VLAN 1 của các switch, các IP lần lượt là 10.01, 10.02, 10.03, 10.04 ứng với switch 1, switch 2, switch 3, switch 4. Rồi, có interface VLAN 1 cho nó cái IP vô. Rồi, tôi qua switch 2 ha. Cũng vậy thôi ha. Nhưng mà bây giờ mình cho nó bị số khác thôi. Rồi, qua số 3. Đây là 10.03 ha. Rồi, số 4. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử mình tạo ra cái giá trị VLAN 2, 3, 4 tại con switch 1 đóng vai trò là VTP server. Thì mình tạo ra VLAN 2 cho nó cái tên là kế toán. VLAN 3 cho nó tên là hành chính, VLAN 4 là kỹ thuật gì đó, muốn tên gì tùy mình thôi. Mình để cái thông tin này vào trong switch 1. Sau khi cấu hình VLAN, bây giờ mình kiểm tra nè. Kiểm tra. Đến đây mình đã tạo được cái thông tin VLAN rồi ha. Bây giờ mình kiểm tra nó cục bộ tại switch 1 trước, cho nên mình dùng câu lệnh là show VLAN. Thì mọi người thấy là bây giờ là nó có thêm VLAN 2, 3, 4 nha. Mọi người nhớ là mặc định ở trong con switch nó có VLAN 1. Đối với anh Cisco thì cái VLAN 1 tên là default. VLAN 1 mình xóa không được nha. Rồi, chỗ này nó cho mình xem là gì? Danh sách các cái interface nó thuộc VLAN 1. Thì mặc định tất cả các cổng của switch đều thuộc VLAN 1. Nhưng mà nếu như mọi người nhìn vô trong những cái bọt trong chỗ này nè, mình sẽ thấy là gì? Là những thứ thiếu gì đó. Đối với con switch 1 mình đang thiếu 5 interface. 5 cái cổng đó là tương ứng với 5 cái cổng đó là nó đang tương ứng với 5 cái interface trunking đó. 5 cái cổng đó là tương ứng với 5 cái interface trunking. Mọi người nhớ là cổng trân á, thì mặc định nó sẽ cho phép traffic của tất cả các VLAN đi qua đó. Cổng trunking á thì không thuộc bất kỳ VLAN nào hết. Cho nên là mình cho một cái cổng vô, biến cái cổng của switch thành cổng trân rồi á, thì nó chẳng thuộc cổng nào hết, nó chẳng thuộc VLAN 1, cũng chẳng thuộc bất kỳ cái VLAN nào trong đây. Rồi, bây giờ tương tự, mình đi qua bên switch 2 mình kiểm nha. Bây giờ ở bên switch 2 á, mình dùng câu lệnh show VLAN. Đó, các bạn thấy là bây giờ ở bên switch 2 nãy giờ tôi đâu có tạo VLAN đúng không? Thì nó tự động nó cũng có VLAN 2, 3, 4 nè. Qua switch 4 thử nha. Show VLAN. Đó, các bạn thấy nó có nè. Đó. Mình thử đi, mình kiểm tra chi tiết thông tin của một VTP. Thì các bạn dùng câu lệnh là show VTP status ha. Show VTP status. Dòng này nó cho mình biết là mình đang chạy VTP ở cái version nào và tương thích với version nào. Thông tin về domain, hai cái dòng này nè ha, hai dòng này
nó cho mình biết là cái thông tin VTP này của mình á, nó được nhận từ con switch có IP quản lý là bao nhiêu. Nên là trong cái sơ đồ bạn tưởng tượng là các bạn có một đám switch đấu dây với nhau rất là rắc rối. Và nếu như mà chỗ này mà lúc nãy mình không đặt cho nó cái IP quản lý ở trên nè, thì khi mà mình show VTP status ra chỗ này, cái dòng này nó ghi cho mình chỗ này cái IP nó là 0.0.0, mà 0.0.0 là coi như là cũng chẳng biết nó là IP nào luôn. Dòng này cho biết rằng là cái thông tin VTP này được update bởi cái con switch có cái IP là 10.0.0.1. Với cái IP là 10.0.0.1 này thì mình còn đoán được đây là switch 1, đây là switch 2. Và đây là con switch này đóng vai trò là VTP server, cho nên tự nó tạo ra thông tin, tự nó update cho nó luôn, cho nên nó có cái phần là local update ID này nè. Nhưng nếu như bây giờ mình đi qua bên switch 2 ha, switch 2 là đóng vai trò là VTP client, mình show VTP status thì mình chỉ thấy là gì, nó chỉ có cái gì configuration last modified by cái IP này, chứ nó không có giá trị là local update ID. Thì trong cái anh VTP á, nó có một con số gọi là con số configuration revision. Con số này cực kỳ quan trọng ha. Con số này nó cho mình biết là cái độ mới của cái thông tin VLAN. Và tất cả các switch của mình ha, chạy VTP nó sẽ có chung một con số này. Và nó sẽ đồng bộ thông tin về số lớn nhất. Mình thử nha. Ở switch 1 của mình đang là số 3 đúng không? Số 3 này nha. Mình show VLAN nhìn nè. Nó đang có VLAN 234 đúng không? Giờ mình tạo thêm VLAN 5 nha. Tạo thêm VLAN, nó có VLAN 5. Rồi. Exit ra cái show VTP status nha. Bây giờ số tăng lên 4 nè. Thấy không? Số tăng lên 4 nè. Qua đại số 3 đi. Mình show VTP status nè. Thì sẽ thấy là số này bây giờ nó cũng tăng lên 4 nè. Nên nhớ đây, nếu như mình show VLAN á, thì tự nhiên nó có VLAN 5 đúng không? VLAN 5 nè nha. Bây giờ mình đi qua lại bên switch 1 nè. Mình xóa đi cái VLAN 5 đi. Mình gọi là no VLAN 5 đi. Rồi mình show lại bên switch 2 nha. Đó, thì số này sẽ thấy là nó tăng lên 5. Thế là cứ mỗi lần mình chỉnh sửa, mình xóa hay thay đổi thông tin của VLAN thì con số này nó sẽ tăng lên cho mình là một cái đơn vị ha. Rồi, đó chính là cái phần của anh VTP nha. Phần số 4 của bài ha, thì mình sẽ tập trung nói về cái vấn đề là span entry. Thì mọi người nhìn vào ở bên trong cái sơ đồ bài lab của mình đó, thì mình thấy là các cổng trong sơ đồ của mình đây đang đấu dây với nhau với tính chất là nó bị lúp. Chỗ này các bạn có thể chỉ ra rất là nhiều vòng lúp, khoảng 2-3-4 vòng đó. 4 dòng lúp trong đây. Và đối với những cái switch có khả năng cấu hình đó, thì nó sẽ thường nó sẽ có tính năng span entry trong đó. Và khi các bạn đấu dây giống như vậy, nó sẽ không có chết. Và nó còn cho mình thêm một khả năng nữa là cân bằng tải trên các VLAN. Nên là các bạn cấu hình là load balancing per VLAN span entry đó. Thì mọi người nhớ ôm lại ha, là gì? Để mà xác định các bước kiểm tra span entry ứng với một cái VLAN nào đó, thì đầu tiên á là trên hệ thống switch mình đi mình nhìn cái địa chỉ mắc của nó ha. Thì bằng cách là nhìn câu lệnh là show span entry VLAN 1 đi. Đó, rồi mình lấy thông tin này ra nè, mình nhìn chút nè.
Rồi, mình để lại giống giống như hôm trước nha. Tôi để đây. Số 1 nha, này số 1. Qua số 2 nè. Số 2 nè. Số span entry tại số 3. Hình như có gì đó nó hơi sai đúng không? Mình để sai chỗ rồi. Số 2 nằm đây chứ. Số 3. Rồi, mình số span entry vậy là 1 ha. Số 4. Rồi. Cái đầu tiên mọi người nhìn là cái thông số về bridge ID của từng con switch. Thì cái một mọi người nhìn thấy cái này nè, bridge ID nhé. Thì trong cái bridge ID của span entry nó bao gồm hai cái yếu tố là độ ưu tiên và địa chỉ mắc. Thì đây là tiến trình span entry của VLAN 1, nên độ ưu tiên của nó sẽ là 32.768 cộng 1. Địa chỉ mắc address của con switch ha, switch 1 là AABBCC00 gì là 0%. Và các bạn nhớ là đây là trong môi trường làm lab, cho nên cái địa chỉ MAC address của những con switch này á, nó giống nhau và nó có tính chất là nó có thứ tự. Ví dụ như switch 1 là AABBC00100 thì switch 2 mọi người sẽ thấy chỗ này là 200 nè, switch 3 sẽ là 300 nè, switch 4 nó sẽ là 400 mà nha. Nhưng mà nếu như mình làm đối với switch thật thì không có chuyện đó đâu nhé. Bởi vì đối với switch thật thì cái địa chỉ MAC nó có thể là ngẫu nhiên ha, ngẫu nhiên và nó không ra theo đúng ý mình lắp ráp. Thì trong cái sơ đồ này á, nếu như mọi người nói à tôi cũng coi anh nào đang là push switch, thì cách đơn giản nhất là mọi người nhìn kiếm coi trên con switch nào source span entry VLAN 1 ra. Nó có dòng nói là gì? Disprit in the root nè, nghĩa là anh này đang là root switch. Và do là nếu như mình theo mặt lý thuyết á, thì mọi người thấy là con switch 1 của tôi ở đây, nó đang là root switch của VLAN 1 à, nó đang là root switch của VLAN 1 ha. Và nếu như mình không đổi gì hết, không chỉnh gì hết, thì switch 1 cũng sẽ là root switch của VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 và kể cả VLAN 5 nếu có. Rồi, kiểm tra thử nha. Để mình vô con switch của mình đây, mình xóa bớt cái VLAN đi. Rồi, xóa rồi ha. Cái này mình dùng câu lệnh show span entry. Nếu như chỗ này mình enter, nó sẽ cho mình coi cái tiến trình span entry của tất cả các VLAN. Rồi, đầu tiên mọi người thấy chỗ này là gì? VLAN 001 nè. Xuống dưới đây là VLAN 002 nè. Thì VLAN 001 ai là root switch đây? Ông số 1 vẫn là nó. VLAN 002 vẫn là ông số 1. VLAN 3 à, cũng vẫn là ông số 1 thôi. VLAN 3 cũng vẫn là ông số 1 thôi. Và VLAN 4 cũng vẫn là ông số 1 thôi. Nghĩa rằng nếu như mình không có chỉnh sửa cái thông tin về span entry á, thì nghĩa rằng con switch có độ ưu tiên nhỏ nhất, có địa chỉ MAC address nhỏ nhất, mặc định nó sẽ là root switch. Nhưng biết đâu con switch đó nó sẽ là con switch yếu trong hệ thống, và mình cần phải chọn lựa ra con switch đúng đắn. Thì cái câu lệnh để mà mọi người chỉnh sửa, để mà mọi người thay đổi root switch á, thì câu lệnh mình gõ hôm trước mình làm á, là span entry VLAN 1 priority số gì đó 28672, ví dụ đi. Nếu như mình muốn con số 4 làm root switch của VLAN 1
thì mình vô ship 4 của cái lệnh này hạ cái độ ưu tiên của nó thấp hơn cái người thấp nhất hiện tại thì nó sẽ là root switch. Rồi, những câu lệnh này các bạn phải tính toán, các bạn phải gõ bằng số, rất là mệt ha. Thì hôm nay thì mình sẽ thử gõ kiểu dạng, kiểu khác nha, một kiểu khác. Tôi xóa đi nha. Rồi. Ở trong sơ đồ này mọi người thấy mình có để cho các bạn là 4 cái VLAN. Bây giờ mình quy định theo kiểu VLAN chẳng lẽ. Mình muốn switch 1, con IOU 1 nó là root switch của VLAN 1 và VLAN 3. Tôi muốn switch 1 là root switch của VLAN 1 và 3. Tôi muốn switch 2 là root switch của VLAN chẵn là VLAN 2 và VLAN 4. Rồi, vậy. Thì nó có mỗi câu lệnh để mình tính, để mình gõ vô mà mình cũng chẳng cần phải đi tính toán con số gì hết. Có câu lệnh là spanning tree. VLAN 1 root primary. Khi mình gõ vào câu lệnh spanning tree VLAN 1 root primary thì cái con switch 1 của mình nó sẽ hạ cái giá trị độ ưu tiên của nó thấp hơn cái người thấp nhất để con số của nó có quyền cao nhất ha. Làm cho VLAN 3 thì gõ vô đây là spanning tree VLAN 3 root primary. Yeah. Bây giờ ở bên switch 2 thì sao? Tôi muốn nó là root switch của VLAN 2 thì để vô đây là spanning tree VLAN 2 root primary spanning tree VLAN 3 root primary. Xin lỗi, cái này là VLAN 4. Rồi, đó là câu lệnh mình bầu chọn root switch. Bây giờ mình phải nghĩ nó đến một cái ngữ cảnh, cái ngữ cảnh dự phòng. Bây giờ thì switch 1 nó đang là root switch của VLAN 1 và VLAN 3. Câu hỏi đặt ra là nếu như chẳng may switch 1 bị chết thì ai sẽ là root switch của VLAN 1 và VLAN 3? Switch 1 đang là root switch của VLAN 1 và 3. Nó đang chạy vì lý do là nó mất điện, nó chết. Thì ai sẽ là root switch của VLAN 1 và VLAN 3? Có trả lời là chưa biết. Switch 1 mà chết thì switch 2, switch 3, switch 4 nó sẽ bầu cử nhau, tranh cử với nhau xem coi trong ba anh còn lại anh nào có giá trị fixed ID nhỏ nhất thì anh đó được chọn làm root switch. Có nghĩa là cái chỗ dự phòng á thì mình chưa có tính toán. Nhưng chỗ này mình cần phải cấu hình cho nó luôn là nó có tính chất dự phòng. Và mình sẽ làm cho nó là dự phòng chéo ha, dự phòng chéo. Giờ mình muốn rằng switch 1 là root switch dự phòng của VLAN 2 và VLAN 4. Và switch 2 là root switch dự phòng của VLAN 1 và VLAN 3. Như vậy thì cái câu lệnh mình để vào đây là gì? Spanning tree VLAN 2 root secondary
cái primary ha, cái secondary, spanning tree, valence 4, root secondary. Ở bên con suit 2, spanning tree, valence 1, root secondary, spanning tree, valence 3, root secondary. Rồi, bây giờ mình để các cấu hình này vào trong suit 1 và suit 2. Bây giờ thì chúng ta đã có hình xong, thử nhá, mình thử kiểm tra cái tác dụng của nó. Bây giờ để kiểm tra đó thì mình sẽ save cấu hình lại cho các bạn, save lưu lại cấu hình lại hết ha. Rồi suit 1, suit 2, suit 3, rồi suit 4 luôn, mình lưu lại hết. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái ứng với cái ngữ cảnh là ông sub 1 đang chạy, ha. Rồi tự nhiên ông chết. Ví dụ như vậy đây, chuột phải stop. Không biết gì, tự nhiên đang chạy bị stop. Rồi bây giờ qua suit 2 mình nhìn nha. So, spanning tree valence 1. Thì bây giờ nó đang là root nè. So, spanning tree valence 2. Nó cũng là root nè. Đó, so, spanning tree valence 3. Nó cũng là root nè. Tức là bây giờ root suit mình dự phòng được chính xác con nào 4 nè ha. Nó cũng là root đúng không? Sau đó mình làm cho con suit 1 của mình nó phục hồi lại bình thường. Rồi, vô lại giao diện nhầm lệnh đó nha. Đó, này bút lên lại đúng không? Mình kiểm tra là suit 2 nha. Ở suit 2 hồi nãy á, thì cái VLAN 3 đúng không? Nó đang là root đúng không? Thì bây giờ nó phải mất nè. So, spanning tree VLAN 3. Chà, nó chưa đổi ta. So, spanning tree VLAN 1. Chờ anh chút ha. Ấy chà. Thông báo là sao sale rồi mà nó vẫn mất nha. Rồi buồn luôn ha. Chỗ này con suit 1 mình bị mất file cấu hình rồi. Suit 1 mình hiện thời mất file cấu hình rồi đó. Rồi, chờ một chút để phục hồi lại. Không.
Rồi, mình phải truyền lại mấy câu lệnh trong đây. Một, hai, rồi. Là nếu như chỗ này làm đúng hãy do môi trường ảo mình thôi, chỗ này để đúng tên là gì, khi sức một của mình nó phục hồi lại thì nó sẽ là cái rút switch của VLAN 13, nên mình có thể rút dây điện nó ra hay tắt hết tất cả các mạng của nó, thì coi như là mình phải giải lập ra trường hợp mà chẳng may nó bị xỉu đi đó, thì 13 nó sẽ chuyển qua bên switch 2 ha, là boot switch ha. Bây giờ mình tiếp tục với cái mục số 5 của bài. Bây giờ ở trong cái sơ đồ của mình á, thì nó có các cái PC ha, có PC nè, 1, 2, 3, 4. Thì ở switch 1 á, thì chủ yếu số 3 là mình dùng VLAN 13. Bây giờ mình cho cái máy này ha, thuộc là VLAN 1 nè. Trong bài dùng VLAN 23 đi. Cho cái máy này ha. Nó thuộc VLAN 2 nè. Cái máy cổng này mình cho thuộc VLAN 3 ha. Này là của VLAN 2 ha. Cộng bên đây mình cho thuộc VLAN 3. Rồi, mình start dữ liệu trên VLAN 23. Thì cái cổng ngay đây của mình nè, đang là E1-1, E1-2. Bên đây cũng giống switch 4 mình, nó cũng y chang vậy thôi, là E1-1 và E1-2. Bây giờ mình đi vào trong switch 3, vào trong cổng E1-1. Mình tắt cái cổng ở đây một cái. Mình nói với nó, cổng này nó là dạng cổng access, cổng này là dạng cổng access. Bạn nhớ là cổng access là cái dạng cổng dùng để kết nối xuống PC đầu cuối. Mình nói tiếp, cổng này thuộc VLAN 2. Bạn dùng câu lệnh là support access VLAN 2. Để cho nó hoạt động cho nó nhanh, thì mình sẽ dùng câu lệnh span entry broadcast. Span entry broadcast này mình sẽ giúp cho cái interface của mình đưa vào trạng thái hoạt động ổn định trong khoảng thời gian tối đa là 20 giây. Cẩn thận đưa thêm câu lệnh span entry BDUGA enable để tránh cái trường hợp là do mình dùng cái broadcast thì nó không có an toàn, mà mình đưa thêm cái tính năng là nếu như cái cổng này mà chẳng may nó nhận có tin BBDU thì nó sẽ chuyển cái cổng này sang cái trạng thái là error disable, nó không làm ảnh hưởng đến con switch của mình. Tương tự là cổng E1-2, mình cho nó thuộc VLAN 3. Ở switch 4 là giống y chang như switch 3 như vậy, cũng bên 2, bên 3 ha. Bây giờ mình để cái config này nè vào bên trong switch 3. Rồi. Sau khi mình cấu hình cái bọt thuộc VLAN rồi á, thì bây giờ để mình kiểm tra, mình vô sub 3 mình kiểm nè. Show VLAN. Thì mình thấy nha. VLAN 2 có bọt E1-1. VLAN 3 có bọt E1-2. Ở sub 4 mình làm cái việc tương tự, show VLAN. VLAN 2 cũng E1-1 ha. VLAN 3 E1-2. Rồi. Bên đó thì mình xong cái phần số 5, cái phần số 6 của bài.
phần số 6 của bài lúc này mình sẽ liên quan tới cái chuyện là làm sao để cho cái luồng dữ liệu của các VLAN khác nhau thì nó thấy được nha. Thì các bạn nhớ rằng là gì? Mỗi một VLAN là một đường mạng. Mỗi một VLAN là một broadcast domain. Mỗi một VLAN là một đường mạng. Như vậy, nếu như người ta nói là tôi muốn hai cái VLAN của tôi nó thấy được nhau. Tôi muốn hai cái VLAN của tôi mà nó thấy được nhau. Thì nghĩa rằng mình phải làm cái công việc là gì? Định tuyến. Hai đường mạng muốn thấy được nhau thì phải định tuyến. Hai đường mạng muốn thấy được nhau thì mình định tuyến. Như vậy mà mình nói là một VLAN là một đường mạng mà. Cho nên muốn hai đường mạng thấy nhau thì mình có làm là gì? Định tuyến giữa các VLAN. Ở trong cái CC này thì nó định tuyến giữa các VLAN nghĩa là anh đang làm là inter VLAN. Inter VLAN nghĩa là anh định tuyến giữa các VLAN thôi. Thì bây giờ ở trên cái con sơ đồ mình đây nè, mình có gắn vô thêm một anh là anh router 1 của mình. Thì trên router 1 của mình á, router 1 của mình đây á, thì ảnh đang dùng cái cổng FAT 0.0 nối xuống cổng E2.2 của sub 1. FAT 0.1 nối xuống cổng E2.2 của sub 2. Nhưng mà nếu như ở chỗ này ha, mà mình trong CCNA á, thì người ta dùng giới thiệu cho mình cái kiểu gọi là sub interface. Ở đây mình vẽ lại cho mọi người một sơ đồ khác, mọi người nhìn nó dễ nha, đơn giản hơn một chút. Ví dụ như ở đây mình có con switch. Switch bình ở đây nó có 3 VLAN. Này VLAN 1. Này VLAN 2. Này VLAN 3. Rồi. VLAN 1 ứng với đường mạng này ha. VLAN 2 ứng với đường mạng này. VLAN 3 ứng với đường mạng này. Bây giờ nếu như chỗ này mình muốn ba cái VLAN mình ở đây á, mà nó thấy được nhau á, nó thấy được nhau thì nghĩa rằng ở chỗ này lấy một sợi dây, hai sợi dây, ba sợi dây mình nối vô, nghĩa rằng cái số cổng vật lý mình tốn ở chỗ này, đây là một cổng, mình giả sử như vậy, hai cổng, 3 cộng đúng không? 3 cộng. Khoảng 3 cộng thì mọi người còn chấp nhận được. Và nếu như tưởng tượng là mọi người có là 30 cái VLAN. 30 VLAN thì quá đáng quá, 10 thôi. 10 VLAN. Hệ thống của tôi có 10 VLAN. Bây giờ lẽ nào là mình phải đi tôi phải đi sử dụng con router nó có 10 cái interface vật lý hay sao? Mình đi dùng router có 10 interface vật lý hay sao? Cái chuyện đó đôi khi nó không khả thi. Nó không khả thi về mặt kinh tế thế nào hết. Không khả thi về mặt kinh tế. Cho nên là lúc này người ta nói thôi thì bây giờ là gì? Tôi sử dụng cái công nghệ, chỗ này tôi sử dụng cái công nghệ sub interface.
chỗ này ha, tôi sử dụng cái công nghệ sub interface. Như vậy sub interface, công nghệ sub interface nó làm cái gì? Từ một cái interface vật lý ha, nó sẽ tạo ra nhiều interface luận lý ha, tạo ra nhiều interface luận lý. Mỗi một interface luận lý nó sẽ thuộc một cái VLAN. Và cái interface luận lý này á, nó sẽ giúp cho mình forward cái luồng dữ liệu ứng với cái VLAN đó. Bây giờ nguyên sơ đồ này, nếu như tôi dùng sub interface thì sao đây? Tôi xóa hết đi. Mấy cái này tôi xóa hết đi. Xóa đi. Đó. Giả sử như bây giờ ở đây mình chỉ có một anh router thôi. Một anh router và chỉ có, giả sử như là một cổng đi cũng được, một cổng cũng được. Rồi. Rồi, chỗ này mình đấu sẽ dây qua. Cái sợi dây màu đỏ mình ở đây nó sẽ là cái đường, nó cho phép cái dữ liệu của các cái VLAN chạy trên đó ha. Nhiều VLAN ở trên đó thì nha, các bạn nghe nói chuyện là nhiều dữ liệu traffic của nhiều cái VLAN đi trên một interface luận lý, vật lý gì đó, thì nghĩa rằng cái cổng này nè các bạn phải là cổng trung kịch, cổng trung kịch ha. Cho nên là trong sơ đồ này, mình thấy là lúc đầu tiên của bài á, thì cái cổng E2/2 này nè mình đã phải thiết lập cho cái cổng này là nó chạy trung kịch trước đã. Cổng bên đây nè, mình phải thiết lập cho nó chạy trung kinh trước đã. Thì bây giờ cổng này của mình ở đây nó là cổng F0/0. Đây là cổng F0/0. Rồi. Router của tôi chỉ có một cổng thôi. Tôi vô cổng tôi gõ nhẹ. Ok nha. Vào interface F0/0. Tôi mở lên cho nó chạy. Tôi không gán IP gì hết. Tôi exit ra. Rồi. Sau đó tôi dùng câu lệnh là interface F0/0.1 interface F0/0.1 thì F0/0.1 nghĩa rằng là mình tạo ra sub interface, và cái số mà số chấm một chỗ này nè nó chỉ là cái tên thôi, cho nên mọi người muốn đặt số nào cũng được hết, nhưng mà khuyên á là nên đặt cho nó giống cái giá trị VLAN ID để mình dễ nhớ thôi. Sau đó mình nói nó cổng này đóng gói tin theo cái chuẩn trân kinh đốt 1W và sử dụng cho VLAN 1. Thì số 1 mình đây nè, nghĩa là VLAN 1 á, cho nó vào cái IP. Ví dụ như số gì đó, tôi tắt nha, số 24 nha. Rồi, xong cái đúng không? Thì muốn thêm cổng nữa thì sao? Tiếp tục interface F0/0.2. Chỗ này là mình encapsulation dot 1W cho số 2, số 2 lẫn với VLAN 2 nè. Mình cho nó IP thuộc đường mạng khác. Rồi, exit ra. Thì lúc này cái luồng dữ liệu của VLAN 1 mà nó muốn qua VLAN 2 á, thì nó sẽ chạy theo hướng như này. VLAN 1 màu xanh lá cây nha, nó chạy lên đường này đúng không, nó đi vòng vào đây, nó tra vô đây nè, nó đi vòng. Rồi, nó đi xuống lên 2, nó phải đi vòng như vậy nha, chứ nó không có đi trực tiếp lên đâu. Tương tự VLAN 2 thì nó cũng định tuyến là nó đẩy lên router trả về nó. Nó là cái phương thức mà nó chạy bằng cái inter-VLAN. Cái đồ ứng với cái sơ đồ của mình đây á, thì
thì mình sẽ cho cổng F0.0 là nó gán cái IP, à, nó gán cái IP là của VLAN 13, F0.1 là VLAN 24 ha. Giờ mình mở anh router lên nè. Đó, tôi gọi cho dùng dòng lệnh nó nha. Xuống này một chút nha, trong bài mình ghi sẵn cho mọi người luôn rồi đó. Đầu tiên là vô trong cái cổng F0.0. F0.0 là cái cổng ở phía bên trái của sơ đồ ha. Mình tắt nó đi, không gắn IP gì hết. Rồi tạo ra cái sub interface. Giả sử như là VLAN 1 mình cho được mạng 10, VLAN 3 thì cho được mạng 30 ha, VLAN 2 thì 20, VLAN 4 là 40. Nên chỗ này là một cổng nè, một cổng của sơ đồ nè, bên trái này nha. Mình đã vô. Rồi phải ha. Nghĩ đây xong đây là mình có làm sẵn luôn cho mọi người cái chuyện là cấp DHCP nè. Rồi, để luôn VLAN 2, VLAN 3 luôn nè. Tại router nha. Rồi, đến đây bây giờ mình thử kết nối nè. Thử cho mọi người coi là kết nối rồi của cái máy bên đây và cái máy bên đây ha. Start lên. Tua số 1 ha. Cái máy này theo cái sơ đồ thì nó thuộc VLAN 2 nên là hồi nó đi xin IP động á. Nó phải là thuộc cái đường mạng là 192.168.20 ha. Rồi, xin thử một cái từ từ làm ha. Rồi, gõ vô login vô. DHC client trên cổng ha. Rồi nó cấp cho mình IP20 nè ha. Rồi tôi mở thêm cái máy nữa đi. Bên đây nha, cho xa xa chút ha. 53. Kết quả của Inter VLAN nghĩa là hai cái máy thuộc hai VLAN khác nhau ha, có thể gửi dữ liệu cho nhau. Sau khi cái máy này load xong, mình login vô, mình xin IP động, cái máy này nó sẽ sinh ra cái dữ liệu ứng với VLAN 3. Rồi một cái PC gần đây thì IP của nó nè đang là 20 nè, là thuộc VLAN 2. Một cái PC bên đây thì 30 nè. Rồi bình thử nha, bình qua hàng 20. À, đó ok ha, nó bình được ha. Lúc này tôi bình lại coi.
có vẻ đứng đứng rồi, đúng không?